Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức bế mạc trại sáng tác âm nhạc Tam Đảo đợt 2 năm 2022. Trại sáng tác âm nhạc Tam Đảo diễn ra từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022 tại Nhà sáng tác Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, do Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ hàng năm. Trại sáng tác lần này có 16 nhạc sĩ thuộc các chi hội nhạc sĩ Việt Nam trên toàn quốc tham gia. Trong thời gian dự trại sáng tác, các nhạc sĩ đã trao đổi về kinh nghiệm sáng tác với đồng nghiệp và có chuyến đi thực tế thăm nhiều danh lam thắng cảnh của địa phương. Ngoài những tác phẩm chính theo yêu cầu của ban tổ chức, các nhạc sĩ đã sáng tác thêm nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, các ca khúc viết về Tam Đảo và quê hương Vĩnh Phúc. Thế riêng những cái ca khúc viết về Tam Đảo thì là cũng được hơn 10 bài. Thế nói chung là các nhạc sĩ là rất nhiệt tình và cảm thấy như là về với một cái miền Sơn Cước, nhưng mà nó không phải là Sơn Cước của cái vùng Tây Bắc hay Việt Bắc mà nó lại rất là gần thủ đô Hà Nội. Thế nhưng nó có một cái không khí hào hứng phấn khởi và cảm giác cho người ta trẻ lại. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã nghiệm thu, đánh giá các tác phẩm có chất lượng tốt, đồng thời chuyển giao cho nhà sáng tác Tam Đảo kết quả sáng tác, báo cáo về Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và hạn chế tối đa các sự cố về điện, thời gian qua, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện các tin bài phóng sự về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, in các băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi về tiết kiệm điện, thường xuyên tuyên truyền các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm trên loa phát thanh các huyện, xã, phường. Đặc biệt đối với các khách hàng lớn, cán bộ điện lực đã tới tận nơi để tuyên truyền, hướng dẫn giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Qua đó, nâng cao ý thức và kiến thức của người dân trong việc sử dụng điện một cách hiệu quả. Song song với vận động khách hàng tiết kiệm điện, Điện lực Vĩnh Phúc còn tập trung cho công tác giảm tổn thất điện năng, như thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, không để quá tải đường dây, theo dõi sát sao thông số vận hành, tình hình tăng trưởng phụ tải để có kế hoạch vận hành và cải tạo lưới, xây dựng phương án vận hành, hoán chuyển các máy biến áp để hạn chế tổn thất điện năng và tình trạng quá tải gây mất điện. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2022, Vĩnh Phúc đã tiết kiệm được gần 57 triệu kWh, đạt 2% điện thương phẩm. Việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ giúp giảm thiểu chi phí cho gia đình, cơ quan, đơn vị, mà còn góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện trong bối cảnh hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, với những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và tiềm năng của tỉnh, hiện Hàn Quốc đang là quốc gia có số dự án và số vốn đầu tư đứng đầu trong số 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Vĩnh Phúc. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn tham gia tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Chồng mất, con lớn bị bệnh hiểm nghèo, cháu thứ hai nhỏ dại, bản thân chị Thư cũng thường xuyên đau ốm phải đi viện, không nhà, không cửa, phải ở nhờ bên ngoài. Mọi khó khăn trong cuộc sống cứ dồn nén lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ này. Không đầu hàng trước số phận, chị Thư chăm chỉ làm việc. Mới đây, chị được công ty trách nhiệm hữu hạn Jawavina, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, quan tâm hỗ trợ 100 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ của hai bên gia đình. Chị đã có động lực để xây dựng ngôi nhà cho ba mẹ con ở. Mơ ước về một ngôi nhà mới, khang trang, sạch đẹp đang dần trở thành hiện thực đối với gia đình chị Thư. Giờ nhờ công ty quan tâm đến cháu, thì là giúp đỡ cháu số tiền để xây dựng được con gian nhà mới khang trang để cháu có chỗ trú mưa, mưa trú nắng. Tôi rất mong rằng là công ty Jaguar Villa nơi tôi làm việc sẽ ngày càng phát triển hơn để mà có công nhân được nhiều công nhân hoàn cảnh khó khăn như tôi được công ty giúp đỡ để mà vượt qua khó khăn, để mà có cuộc sống tốt hơn, có nhiều người có được ngôi nhà mới ở như tôi. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng gần 100 đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, người già neo đơn, người khuyết tật. Mỗi một trường hợp vào đây đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tự chung lại đều kém may mắn trong cuộc sống, không nơi nương tựa. Thời gian qua, ngoài sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh và các sở ngành đối với đơn vị,
thì Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các cơ quan, doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc. Chính sự giúp đỡ, góp sức này đã tạo thêm nguồn lực để trung tâm luôn thực hiện tốt công tác trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại trung tâm và góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Phúc tiếp tục mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc để Trung tâm Công tác Xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng và tạo được nhiều thêm động lực cho các đối tượng xã hội được chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong quá trình hoạt động và phát triển, ngoài sự quan tâm, chú trọng sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp của Hàn Quốc nói chung và công ty trách nhiệm hữu hạn Jawa Vina, khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, an sinh xã hội cho người lao động. Từ năm 2014 đến nay, công ty chúng tôi đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, công ty hỗ trợ 4 gia đình với số tiền 400 triệu đồng. Đến nay, công ty đã hỗ trợ xây dựng hoàn thành 31 ngôi nhà và cuối năm sẽ hoàn thành ngôi nhà thứ 32. Ngoài ra, chúng tôi còn thăm và tặng quà cho các đối tượng là trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa. Hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đồng hành cùng các cấp, các ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong thực hiện công tác an sinh xã hội chính là minh chứng thiết thực, cụ thể nhất trong mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế của mỗi bên giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao năm 2022 và hướng đến mục tiêu đưa huyện Tam Đảo trở thành thị xã trọng điểm về phát triển du lịch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, huyện Tam Đảo đã tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình dự án trọng điểm, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 tính đến ngày 30 tháng 9 của huyện Tam Đảo là trên 266 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn giải ngân đến ngày 30 tháng 9 là trên 160 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch vốn. Để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án, công trình, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các xã thị trấn tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng tiến độ. Đa số trên địa bàn thị trấn Hợp Châu ấy là đều là những cái dự án trọng tâm, trọng điểm của huyện mà đã ký cam kết đối với ban chỉ đạo. Đấy, và để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ấy và giải ngân cái vốn đầu tư công ấy thì chúng tôi cũng đã tập trung cao độ vào công tác tuyên truyền vận động, phối hợp với cơ quan thực hiện việc bồi thường mặt bằng theo đúng quy định pháp luật. Thì đến nay là trên 90% các dự án là đã hoàn thành theo đúng tiến độ, mà một số dự án là vượt theo tiến độ. Cùng với tập trung triển khai các dự án trọng điểm, huyện Tam Đảo đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong triển khai giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện, hướng đến mục tiêu xây dựng Tam Đảo trở thành địa phương trọng điểm về phát triển du lịch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Trong thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực của huyện, tỉnh cũng đã dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho Tam Đảo. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo huyện Tam Đảo tập trung huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, đảm bảo xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục phải tập trung vào các cái nhiệm vụ chính. Một là tiếp tục giải quyết các cái vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai là các cái thủ tục liên quan đến việc thực hiện đầu tư các cái dự án còn vướng mắc thì tiếp tục phải tháo gỡ. Song song việc đó là tranh thủ cái điều kiện thời tiết thuận lợi thì sẽ tiếp tục là làm việc đôn đốc các nhà thầu là tập trung máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ cũng như tiến độ triển khai thực hiện các dự án nhằm đảm bảo cái chỉ tiêu kế hoạch đã được tỉnh ủy, ban dân tỉnh giao thực hiện trong năm 2022 về giải ngân vốn đầu tư. Với quyết tâm chính trị cao nhất, huyện Tam Đảo phấn đấu tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, nhất là giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các công trình dự án theo đúng tiến độ đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao năm 2022. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thực hiện mục tiêu đưa Tam Đảo trở thành thị xã đặc sắc về du lịch theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 07 năm 2022 quy định chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và hỗ trợ một số chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025. Đây là một chính sách nhân văn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy công tác giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Dịch COVID-19 bùng phát đã tác động không nhỏ đến đời sống của nhiều hộ dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, không có nguồn vốn để duy trì và mở rộng quy mô. Vì vậy, khi biết tỉnh có chính sách hỗ trợ vay vốn để giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc từ 6 tháng trở lên, với mức vay tối đa là 100 triệu đồng một người và 200 triệu đồng đối với người đi xuất khẩu lao động, người dân rất mong chờ sớm được tiếp cận nguồn vốn. 2 năm vừa rồi thì cũng dịch bệnh thì cũng ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. Thì khi mà biết tỉnh có nguồn vốn ưu đãi thì chúng tôi cũng mong muốn tiếp cận sớm để có nguồn vốn để phục vụ cho cái dịp Tết và mùa thu đông tới. Qua rà soát trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có trên 1.500 người dân có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ và trên 30 người có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, giúp giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân, huyện Vĩnh Tường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị triển khai kịp thời. Sau khi tỉnh Phúc ban hành nghị quyết, thì đối với huyện Vĩnh Tường, thì đặc biệt là cơ quan phòng lao động thương binh xã hội đã được Ủy ban nhân dân huyện giao cho cái nhiệm vụ đó là phối hợp với lại Sở Lao động Thương binh Xã hội, đó là phòng việc làm. Chúng tôi đang dự kiến tổ chức 7 lớp tập huấn được phân bổ vốn của tỉnh về ngân hàng chính sách xã hội huyện, thì chúng tôi sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục tuyên truyền và rà soát các hồ sơ đảm bảo theo các trình tự thủ tục để làm sao người dân tiếp cận nguồn vốn và được vay nhanh nhất để đảm bảo cuộc sống trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra đời đã tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận việc làm thu nhập cao, phù hợp với khả năng của bản thân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo nguồn nhân lực có tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề cho phát triển và dịch chuyển cơ cấu kinh tế của tỉnh.